Xin chào anh em, mình là Vinh và bây giờ mình sẽ mang đến cho anh em một chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn từ thích tự Làm Chương trình này anh em có thể áp dụng mua hàng trực tiếp tại 234 Bình Thới, phường 10, quận 11 Chí Minh Hoặc là anh em có thể mua hàng trên Shopee Quá tuyệt vời đúng không anh em ha Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để chúng ta mua hàng trên Shopee của thích tự làm trên Shopee của Thích Tự Làm đang có những chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn Đặc biệt là anh em được free ship hỗ trợ tiền ship trong quá trình mua hàng nữa Và giá bên thích tự làm thì rất là rẻ Nếu anh em có nhu cầu mua hàng DCA, Total, Inco, Makute, Max Pro, Asaki, Buddy, Seymour, Work Pro, Crossman, Truber, Free Và bla bla bla, rất là nhiều sản phẩm Thì thích tự làm là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em để có thể mua được những sản phẩm này online hàng chính hãng giá tốt và hậu mãi rất là ok. Ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu xem ở trên thích tự làm đang có cái chương trình gì nha. Thì để làm anh em gõ một cái từ khóa là thích tự làm hoặc là anh em có thể vô thẳng đường lên là shopee.vn sẽ thích tự làm à, đường link này anh em có thể lưu nó trên màn hình điện thoại của mình hoặc đơn giản là anh em hãy vào shopee app và nhấn nút yêu thích thì anh em sẽ nhận được những thông báo mới nhất khi mình livestream khi có những chương trình khuyến mãi vân vân và anh em có thể nhắn tin trực tiếp trên shopee luôn ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem danh mục giảm giá của thích tự làm đang có cái gì nhé wow thích tự làm đang có 3 sản phẩm đang giảm giá rất là tốt đầu tiên là máy bắn bù lon inco còn CIWLI 2001 đang giảm giá cho anh em chỉ còn có 1 triệu 946 ngàn đồng Mức giảm giá là 15% Đây là một cái sản phẩm chính hãng hàng không có chuỗi thang hai pin một máy một sạc rất là hấp dẫn Và đặc biệt đó là dòng cảo kẹp nhanh của hãng Toto đã vừa về hàng cho anh em trên Shopee Ở đây mình sẽ về hai size hai size anh em hai xài đó là dòng Cái dòng này kích thước của nó là bao nhiêu đây kích thước là 63 x 300 ở đây mình sẽ có giới thiệu cho anh em luôn và một cái dòng nữa là 63 nhân cho ngắn hơn cái dòng này thì ngắn hơn dòng này thì 63 nhân cho 150 và chương trình của trên thích tự làm ngoài cái giảm giá như vậy anh em còn cũng ưu đãi nữa là gì mua chai keo Vinaview với giá chỉ có 10.500 đồng giá gốc là 35.000 đồng khi anh em mua kèm với cây cảo này à, thật ra là anh em mua với tất cả những sản phẩm ở trên thích tự làm đều được mua kèm với cái chai keo này với giá chỉ có 10.500 đồng đây là một chai keo dán gỗ thương hiệu của ý nha anh em nhé hãng vinavil thương hiệu của ý dán siêu chắc à, chống nước được luôn và đặc biệt cái chai của nó rất là nhỏ gọn cái chai này khi xài xong chúng ta có thể mở và đổ những cái chèm keo khác vô chúng ta sử dụng 100 ml này đủ để anh em có thể làm diy gia đình đó một cái cây keo dán gỗ chúng ta có thể sử dụng cho để dành chúng ta mua gì chúng ta sử dụng hay gì chúng em sử dụng anh em sử dụng những dòng keo sữa đảm bảo với anh em chất lượng nó rất là tệ nó không có bằng những dòng keo này đâu hãng này thì nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với hãng T-Bone của mỹ nha anh em nhé và đặc biệt cái chai này là mình rất thích tại vì nó có đầu nhỏ để anh em có thể chăm vô những vị trí nhỏ ồ oh, quả đã luôn nha em nha và sản phẩm này đang bán tại thích tự làm giá là 35.000 đồng nhưng cái trong cái chương trình khuyến mãi này thì mình sẽ có ưu đãi khi anh em mua trên Shopee bất kỳ một sản phẩm nào đó sẽ được giảm giá chỉ còn 10.500 đồng nhưng khi anh em mua trực tiếp thì chỉ cần hóa đơn trên 150.000 anh em sẽ được mua cái chai này là 10.500 tại sao ở trực tiếp thì nó khác tại vì như thế này nè không lẽ anh em mua cái mũ khoan 10.000 mình cũng tặng anh em chai keo này là chết luôn à, không được anh em nhé trực tiếp chi phí cao hơn nên là cái mức mà anh em mua nó sẽ cao hơn từ 150 ngàn thì được mua thêm 10.500 đồng tức nghĩa là nếu anh em mua một đơn hàng 150 ngàn thì anh em mua thêm cái chai keo này chỉ là 160.500 đồng mà thôi chúng ta sở hữu được một chai keo trị giá 35 ngàn và chương trình này sẽ áp dụng trong tháng 12 này anh em tranh thủ đến thích tự làm để mua và nếu anh em mua trên online thì thật sự là nó có quá dịu đại luôn anh em có thể mua một đơn hàng bất kỳ và ép cái cục cái này vô ha hấp dẫn ha rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em những sản phẩm mà anh em có thể mua tại thích tự làm online hoặc là anh em mua trực tiếp rất là hấp dẫn cái dòng đầu tiên đó là dòng cảo kẹp nhanh của hãng Toto đó nó đang được giảm giá trên Shopee nha anh em nha đây dòng này rất là cứng cáp anh em nào đã xài qua thì khỏi phải bàn rồi một dòng cảo kẹp nhanh của Toto mà giá của nó rất là rẻ cái mình đang cầm chỉ có 69.000 đồng mà thôi đó anh em có thể mua ngay trên Shopee để được giảm giá nha anh em nha đó, 69 000 là mức giá giảm rồi nè anh em nha Rồi mình kéo ra, bung ra, rất nhanh Nó có thể đổi đầu được nha anh em Mình bóp ở đây là nó đổi đầu được luôn, lấy ra luôn nè Ghê chưa, ghê chưa Đó, và cây cảo này thật sự là chất lượng nó rất là tốt So với những cái thương hiệu như là của hãng Toncen uh, Tonsen Thì cây cảo này nó đẹp hơn hẳn luôn anh em nha Và cái lực bóp của nó rất là cứng cáp Anh em đưa vô đúng cái lỗ anh em bấm lại nha Nó có cái lỗ, đây nó có cái lỗ nè mình sẽ đưa vô đúng cái lỗ đó mình bấm vô là được ok canh cho cái lỗ nó đúng tại vì cái này nó sẽ có hai tính năng một là bóp vào hai là đẩy ra đó nó có hai tính năng trong một luôn và cây này là dài 150 mm rất là phù hợp cho chúng công việc làm nhỏ thế anh em thấy không? nãy giờ quên đổi cam đây thì giờ cho anh em đó 150 mm rất là cứng cáp luôn đổi đầu nè đó rút ra anh em có thể xoay lại cái hướng này để anh em đẩy đẩy hoặc là bóp vô đều được nha anh em nhé đó là dòng 150 mm đó đút vô bóp lại mình phải rà đúng cái cái lỗ nó em ha cái, cái, cái lỗ của nó nó có cái lỗ rồi ok rồi nha còn đây là cây cảo 300 mm đây là hai dòng mà anh em mua nhiều nhất cây này là 300 mm cây này bán rất là chạy luôn nha em rất là trái hàng luôn ha và hai sản phẩm này đang được giảm giá là cây này giảm còn 69 ngàn cây này giảm là 85 ngàn Kèm theo đó là anh em được mua chai keo này Khi anh em mua online á Anh em mua được chai keo này với giá chỉ có 10.500 đồng Hai cái sản phẩm anh em cộng lại Hai cái cây này là trăm rưỡi rồi Khi anh em mua trực tiếp cũng được Giảm giá mua cái này là 10.500 đồng Quá hấp dẫn luôn Ngoài ra bên thích tự làm còn rất là nhiều sản phẩm cảo khác Ví dụ như là cảo Beren cũng đang về hàng đây Đây là dòng cảo, cảo chữ F Cảo này thì nó vặn chặt hơn cái cảo kia nhưng nó mất thời gian Cây này là 50 x 250 Giá đang bán của nó là 102.000 đồng đó còn cây này là 50 Cái này chắc dán lộn giá rồi Cây này là lộn giá rồi Cái này là 50 nhân cho 300 Giá là 85 ngàn sao cái này lại mắc hơn cái này Cái này là để lộn giá rồi Còn cây này là 50 nhân cho 200 và giá của nó là 72 ngàn nha anh em ha Dòng này rất là xịn nha Cả Beren thì xịn hơn những cái cảo của những cái hãng khác Lý do tại đó Lý do vì sao mình bán nhiều cái cảo này vì nó xịn hơn Nó xịn hơn là nằm ở cái đầu này nè Với cái đầu, cái đầu ngay nè cái cảo ép nó hay bị xúc cái đầu này ra với là nó xúc cái đầu này và hoặc là hoặc thời gian anh em kẹp nó không còn cứng được do những cái răng này nè nó mài mỏng quá những cái hãng khác là mài mỏng mài mỏng quá thì khi mà mình đẩy vô đó, nó bị trượt thì cái dòng beren này nó rất là cứng cáp và thứ hai là cây cảo hạng quật rồ một cái cảo cực xịn luôn anh em nhìn cái thân nó thôi là anh em biết chất lượng và đặc biệt cảo này là dòng kẹp nhanh bóp nè kéo, ghê không nó giống như cây cảo vừa rồi của mình nhưng mà nó khác ở chỗ là nó nó như thế này ở đây mình dướng cái cái tem giá rồi và cái cảo này giá cũng rất là rẻ anh em Cây cảo này chỉ có 116 000 đồng mà thôi Đẹp hơn, cứng hơn, xịn hơn, nhanh hơn mà giá lại tương đương Rõ ràng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những anh em nào mua cảo chữ F Rồi, đó là những dòng cảo mà anh em có thể đến store ở thích tiêu làm anh em mua gọi store là một Nếu anh em muốn gây cảo cặp nhanh này chỉ có hãng Beren thôi Ở cái hãng Erwin uh, thôi, Erwin thì giá nó cao hơn nhiều Một cây cảo Erwin khoảng 400 ngàn Nhưng đó là hàng xịn Có thể nói là gần như là tốt nhất thế giới rồi nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với hãng lập bessie đó bessie thì nó mắc lắm anh em nhé rồi mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em vài sản phẩm nữa mà mình nghĩ rằng anh em nên đến thích tự làm để mua giá rất là tốt đầu tiên đó là cây kiềm bớt chiều nay có một anh kia quốc một lượt ba cây luôn mua về cho thợ xài quá tiện dụng luôn hai trăm sở hữu được một cây kiềm điện bự như thế này có dòng bấm cót hai đầu có cái lỗ để chúng ta tuốt dây kẹp tròn, kẹp bằng, quá tuyệt vời cho một cây kìm như thế này luôn anh em nhé, quá ngon luôn anh em thấy đã không? cây kìm này đã lắm mình sẽ thử cho anh em xem nha. cây kìm này bán rất là chạy luôn và thật sự những anh em làm điện nước chúng ta nên đầu tư một cây kìm như thế này. hàng này chất lượng chuẩn nhật bản. À, đây này cắt nè, anh em cắt nè, cắt dây lớn luôn nè anh em nha. rồi đặc biệt là gì, thuốc dây, hàng này có cái lỗ thuốc dây rất là lớn luôn, hai lỗ. ô, ngon lành chưa? đã chưa anh em còn cái dây nhỏ này nó có một cái lỗ nhỏ nữa cho một cái dây nhỏ dây nhỏ này dây một ly nó là một dây lớn một dây lớn là dây 2.5 ly mình vừa tuốt cho anh em và thứ hai là dây một ly anh em bóp vô đây nè bóp vuốt tuyệt vời chưa ủa làm nhanh quá anh em không thấy rõ đúng không đây nè cắt nè tuốt nè bóp nè anh em đưa vô đúng cái lỗ nha tuốt ngón lanh canh đào còn dây lớn nè cắt nè rất là nhẹ nhàng tuốt nè mình là cái người gọi là gà rồi đó mà anh em thấy mình làm còn rất là nhẹ nhàng với một cái kèm 240 ngàn có thêm hai cái đầu bấm cốt nữa quá đã luôn anh em nhé 240 ngàn chục ngàn thương hiệu body đó anh em có thể lên shopee anh em mua mã của đó là A0105 đây mình show cho anh em mua ha A0105 đâu rồi anh em đánh chữ bết đi cái mã nó có khi ở trên đây nó khác đây nè anh em nha 240 000 đồng nó kèm theo chương trình free ship extra nữa 240 000 đồng chúng ta sở hữu được một cây kìm rất là tốt và đặc biệt là anh em có thể uh, được hỗ trợ tiền ship nữa anh em nha quá hấp dẫn luôn ui ui ui, ui. quá ngon quá ngon quá ngon đó là cây kìm của hãng Bật đi. Thứ hai là nếu anh em muốn mua kìm cách điện 1000V thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là những cây kìm của hãng Total. Ba cái kìm này mà giá có 374 000 thôi. Chỉ 374 000 chúng ta đã sở hữu ba cái kìm cách điện, một cây kìm cắt, một cây kìm điện và một cây kìm nhọn. Ba để tìm trên Shopee của Thích tự Làm thì anh em hãy tìm cái mã sau đây. Mã của cái kìm này là Mã dài quá. THD 2K0 302 hai ui, ui nó dài, khó nhớ muốn chết Tìm ra luôn trời Thôi anh em tìm chữ cho nhanh nha Toto Đó, quá trời luôn nè Ừ, tìm dài đi vô đây quá trời đồ để mua luôn anh em ha Đó, trời ơi Giá tốt nữa, quá trời đã luôn À, cái bộ kèm này chưa có trên Shopee Bộ kèm này mới có trực tiếp thôi anh em đến trực tiếp mình mua đi Vài bữa mình đăng lên Shopee Rồi Tiếp theo nữa đó là cái cây kìm kẹp chết của hãng Truber quá ngon luôn anh em ơi chỉ có 134.000 sở hữu một cây kìm kẹp chết Truber của hãng của Mexico kẹp rất là cứng luôn lò xo to vật vả và đặc biệt ở phía sau này nó có cái phần để chúng ta gắn cái cây lục giác chúng ta vặn cho nó cứng hơn anh em coi cái hân của rất là to răng cũng lớn nữa trời ơi quá đã và nó chui luôn nó chui cứng luôn 134.000 và cuối cùng đó là cái cây tua vít cây này trời ơi cây này thì khỏi phải bàn hàng cao cấp của crossman sản xuất tại đài loan tự động đảo chiều kết cấu kim loại đầu này có thể rút ra được có thể đổi cái đầu này nhỏ vô đây gắn trực tiếp dùng được luôn trong đây có chứa rất là nhiều đầu để chúng ta xài sáu đầu trong đây nữa gắn lại và cái điều tuyệt vời nhất mà mình muốn nói cho anh em là gì? Wow! Quá đã luôn! Và mình đảm bảo với anh em, với một cái cây tu vít như thế này, anh em mua những cái hãng khác tương tự y chang luôn. Giá mắc gấp 3. Mà mình đảm bảo với anh em là nó cũng vòng vòng cỡ chất lượng cái cây này của Crossman thôi. Tại vì cũng đặt mấy cái ông Đài Loan này sản xuất thôi. Cái mẫu này của bên Đài Loan. Quá hay anh em ơi, cầm nặng kịch, rất là vừa tay, xài rất là sướng vặn nặng được luôn nha anh em nha Quá đã cho một cây cây tu vít như thế này Và giá của nó là 274.000 đồng Mã sản phẩm Đây mình tìm coi trên Shopee mình có bán chưa Đó là Crossman Crossman mình có một số rồi Đây Chưa có luôn Ok Thì anh em hãy cái nào mà chưa có trên Shopee Thì mình sẽ bổ sung sau Anh em có đến trực tiếp để mua nha anh em ha Và đặc biệt là những sản phẩm này đều trên 150.000 Anh em sẽ được cơ hội mua chơi keo này với giá là 10.500 đồng đó là cái chương trình luôn luôn diễn ra trong tháng này từ bây giờ đến hết tháng 12 anh em hãy tranh thủ đến 234 đường Bình Thới phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vào showroom của Thích Tự Làm lựa chọn thoải mái những sản phẩm giá rất là tốt. Chất lượng thì anh em đã biết là hàng chính hãng rồi. À, hàng này mình cũng đã chọn lựa rồi. Đảm bảo cho anh em rất là vừa túi tiền, phù hợp cho anh em đi qua gia đình và anh em thợ thầy của kinh phí thấp. Cảm ơn anh em đã xem video này, đừng quên đăng ký. Đăng ký cái kênh YouTube của Thích Tự Làm cũng như là kênh YouTube của Làm mập nha anh em nha. Và đừng quên là một cái điều nữa là follow trên Shopee của Thích Tự Làm để nhận được những chương trình khuyến mại mới nhất. Hẹn gặp lại anh em. Xin chào. Mình là Vinh. Yeah.